Mới đây, một doanh nghiệp nhập khẩu xe tư nhân đã tiết lộ Việt Nam sẽ đón thêm một chiếc McLaren Senna trong thời gian tới, phá vỡ thế độc tôn của doanh nhân Hoàng Kim Khánh. Tuy nhiên, những thông tin xoay quanh mẫu siêu xe này không phải ai cũng biết, và sau đây là những điểm mà AutoPro tổng hợp được. Đầu tiên, McLaren Senna là một trong những mẫu hypercar sinh ra với mục đích để chạy trong đường đua, được ứng dụng rất nhiều chất liệu sợi carbon vào quá trình chế tạo. Chính vì vậy, trọng lượng của xe chỉ vỏn vẹn 1.198 kg, tức nhẹ hơn cả một chiếc Mini Cooper. Để rõ hơn về các chỉ số cân nặng của xe, McLaren cho biết hai đèn pha của Senna chỉ nặng 1 kg, đèn hậu nặng khoảng 2 kg. Nếu tháo toàn bộ các tấm thân xe và cân lên sẽ có tổng trọng lượng chỉ 60 kg. Điểm thứ hai đó là cánh gió cố định ở phía sau. Chi tiết này không chỉ gây choáng ngợp bởi kích thước cực lớn mà nhiệm vụ thực sự của nó là tạo ra sức ép tối đa cho xe lên mặt đường tới 800 kg khi di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra, theo chia sẻ của McLaren, chi tiết này vốn chỉ nặng khoảng 5 kg nhưng lại có thể chịu tải được khoảng 100 lần trọng lượng của nó. Chưa hết, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy cánh gió này được treo ngược so với thông thường, mục đích chính là để luồng khí đi bên dưới cánh gió không bị nhiễu loạn. Ở bên dưới khu vực cánh gió sẽ là hệ thống ống xả của McLaren Senna. Hãng xe Anh Quốc đã thiết kế hai cấu hình ống xả khác nhau, đó là loại 2 ống và loại 3 ống để phù hợp với từng thị trường bán ra. Cụ thể là loại 3 ống xả được phân phối tại thị trường châu Âu, với cơ chế là khi xe di chuyển ở tốc độ thấp, toàn bộ khí thải và tiếng pô sẽ đi qua ống xả đơn nằm ở phía bên dưới. Ống xả này được trang bị thêm một bộ tiêu âm để giảm thiểu tiếng ồn. Còn khi xe di chuyển ở tốc độ cao, một cảm biến đặt bên trong ống xả sẽ nhận biết và đưa toàn bộ âm thanh, khí thải đi qua hai ống xả phía trên vốn không có bộ tiêu âm. Vì thế, tiếng pô sẽ nổ lớn và uy lực hơn. Như vậy, những chiếc Senna nào được phân phối ra ngoài thị trường châu Âu sẽ được trang bị loại hai ống xả và không có bộ tiêu âm, khiến tiếng pô của xe luôn ồn ào ở cả giải tốc độ thấp và cao. Không những vậy, điều này còn giúp xe nhẹ và dễ sửa chữa hơn, chiếc Senna của doanh nhân Hoàng Kim Khánh trong nước sở hữu cấu hình này. Sở dĩ McLaren phải nghiên cứu hai hệ thống ống xả là bởi các nước châu Âu trong những năm trở lại đây rất khắt khe về vấn đề ô nhiễm tiếng ồn từ xe hơi. Vì thế, nhiều mẫu xe bán ra tại thị trường trên thường có tiếng pô hiền dịu hơn các thị trường khác. Một điểm thú vị khác về hệ thống ống xả của McLaren Senna đó là chất liệu tạo nên. Thông thường, ống xả trên xe sẽ được làm từ thép không gỉ, với những mẫu siêu xe cao cấp hơn thì sẽ là từ titan. Nhưng McLaren lại kết hợp hai vật liệu đó là Inconel và titan để chế tạo nên ống xả của mẫu hypercar này. Ưu điểm của Inconel đó là khả năng chịu được nhiệt độ rất cao, trên 1000 độ C và cũng rất cứng, chỉ sau ruby và kim cương. Chất liệu này thường được ứng dụng trong ngành xe đua F1 để làm ống xả hay lõi của lò phản ứng hạt nhân. Khối động cơ của một chiếc siêu xe giống như trái tim vậy, nên hãng McLaren đã đặt một tấm kính ở phía sau khoang nội thất để mọi người dễ dàng chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, điều đặc biệt nằm ở chỗ, không phải ai cũng có thể động được vào trái tim đó, thậm chí là cả chủ xe. Nguyên nhân là bởi hãng xe Anh Quốc đã hoàn toàn cố định phần nắp khoang máy lại tương tự như McLaren 570S, GT, 720S, và chỉ khi chủ nhân mang xe tới các xưởng McLaren chính hãng mới có thể tiếp cận được động cơ bằng dụng cụ đặc biệt. McLaren chưa bao giờ lý giải vì sao họ làm vậy, nhưng có giả thiết cho rằng hãng xe Anh Quốc chỉ muốn động cơ của họ được sửa chữa, can thiệp bởi chính những người thợ máy nhiều kinh nghiệm của hãng. Trước khi vào khoang nội thất, các bạn có nhận ra McLaren Senna có phần cửa khá kỳ lạ khi có tới hai ô kính trên dưới không? Đầu tiên, ô kính nhỏ ở dưới có tác dụng giúp người lái nhìn xuống mặt đường, cụ thể là trên đường đua để có thể vào cua sát phần vạch kẻ của lề đường nhất, giúp cải thiện tốc độ và thời gian khi chạy đua. Tiếp đến là ô kính phía trên lại bị chia đôi, người ngồi trong xe chỉ có thể mở hé được một chút thay vì toàn bộ như thường lệ. Điều này giúp giảm hành trình mở cửa sổ, giảm bớt được linh kiện bên trong cửa xe, suy cho cùng lại thêm được một chi tiết giúp giảm trọng lượng của chiếc Senna. Ngoài ra, cũng vì sự xuất hiện của ô kính phía dưới mà ta đã đề cập ban nãy, nên dù có muốn làm kính trượt điện xuống như xe thông thường cũng không có chỗ. Mặc dù McLaren Senna tối giản những chi tiết không cần thiết nhằm tối ưu trọng lượng nhất có thể, nhưng xe vẫn được trang bị cửa hít tiêu chuẩn như những chiếc xe sang. Đây là điều hiếm thấy trên bất kỳ siêu xe hay hypercar nào hiện nay. Khi ngồi ở bên trong xe lần đầu, chắc hẳn bất kỳ ai cũng sẽ lúng túng khi không thấy những công tắc cơ bản như nút khởi động xe, điều chỉnh cửa sổ hay tay nắm mở cửa đều không hiện diện. Nguyên nhân bởi McLaren đã di chuyển các vị trí thông thường lên trên phía trần xe. Cách làm này không chỉ tạo nên sự độc đáo trong trải nghiệm,
mà còn mô phỏng lại đúng phong cách của các phi cơ, máy bay. Trong danh sách tùy chọn theo xe, McLaren có cung cấp một trang bị khá kỳ lạ cho các chủ xe, đó là một bình đựng nước được gắn cố định giữa hai ghế ngồi. Sở dĩ có tùy chọn kỳ lạ này là bởi khoang nội thất không hề có sự hiện diện của một giá đề cốc như nhiều mẫu xe thông thường. Tuy nhiên, sự kỳ lạ này còn được nhân đôi khi bình nước mà McLaren cung cấp sẽ cần phải nối với ống hút và người lái sẽ cần phải ngậm ống để hút nước. Để lý giải cho điều này, một số thông tin cho rằng khi các chủ xe điều khiển xe trong đường đua, hai tay của họ sẽ đặt trên vô lăng và không thể cầm được bình nước. Khi đó, ống hút từ bình sẽ được luồn vào mũ bảo hiểm, một phong cách đúng như những tay đua. Điểm thú vị cuối cùng đó là McLaren Senna không hề có cốp chứa đồ hoặc hành lý. Nhiều mẫu siêu xe động cơ đặt giữa hoặc sau sẽ có khoang cốp ở phần đầu xe, nhưng các kỹ sư của McLaren đã bố trí các hệ thống quạt tản nhiệt, khe gió tăng lực ép nên không còn diện tích để bố trí cốp. Ngay cả hộp chứa đồ bên phụ cũng bị lược bỏ. Hành khách chỉ có duy nhất hai ô để đồ nhỏ tại phía sau tựa đầu, vừa đủ để chứa mũ bảo hiểm. Vừa rồi là 10 điểm hay có trên McLaren Senna. Các bạn thấy điểm nào trên mẫu xe này độc đáo nhất? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Đừng quên bấm like nếu thích, đăng ký kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.